Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 tháng 4 âm lịch, đang nghèo bỗng trở nên giàu có bất thình lình nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Diễn Quỳnh gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và chúc quý vị sẽ có thật nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Đinh Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn xung quanh cuộc sống của mình. Và theo đó thì những người tuổi Đinh Mùi rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này thường có kiến thức khá sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vậy nên trong tháng 4 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc và hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Đinh Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho những gia chủ cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý gia chủ tuổi Đinh Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể là người đầu tiên luôn nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo và dịu dàng. Hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Ở tuổi 55, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở độ tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro là quá cao. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Đinh Mùi cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, sự nghiệp tuổi Đinh Mùi trong tháng này không đạt được bước tiến đáng kể. Chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn thị phi không đáng có. Thậm chí có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, khó được giao cho cơ hội khẳng định giá trị của bản thân. Gia chủ cần giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Như vậy chỉ khiến cho bạn mắc thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quan, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc,
không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của người tuổi Đinh Mùi trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không thì dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Người làm công ăn lương tháng ngày thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Việc bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi trong tháng 4 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt hơn, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Gia chủ cần chú ý tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng là một trong những cách hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Các quý gia chủ tuổi Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên của tuổi Đinh Mùi không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
ngày âm lịch, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Và qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được trong tháng 4 âm lịch chúng ta sẽ có được những sự kiện như thế nào, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.